Xin chào, mình là Vô Lý và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Game. Như vậy là cũng đã được 7 năm kể từ khi phần đầu tiên của tựa game The Last of Us được ra mắt và chạm đến tay cộng đồng game thủ trên toàn thế giới. Một thời gian dài đã trôi qua, nhưng tin chắc rằng đối với nhiều người, những trải nghiệm, dư âm và xúc cảm mà tựa game này mang lại vẫn sẽ luôn in dấu một cách sâu sắc vào tâm trí họ, như thể mọi thứ mới chỉ kết thúc vào ngày hôm qua mà thôi. Cái kết của The Last of Us, như chúng ta đều đã biết, là một cái kết mở và có phần vô định. Còn đối với những fan hâm mộ của tựa game này, đặc biệt là những ai đã dành nhiều tình cảm và thời gian của mình trong câu chuyện của The Last of Us, cái kết của game có lẽ đã vẹn tròn và hoàn hảo. Chính vì thế, khi những thông tin về phần tiếp theo mang tên The Last of Us Part 2 được công bố, đã có nhiều ý kiến, hào hứng có, hoài nghi cũng có. Chúng ta có thực sự cần tới The Last of Us Part 2 hay không? Và liệu nó có thể vượt qua được cái bóng khổng lồ mà phần 1 đã tạo ra? Điều đó có lẽ sẽ phải để chính các game thủ trả lời sau khi đã tự tay trải nghiệm tựa game. Dù sao đi chăng nữa, để có thể ra mắt trước công chúng như ngày hôm nay, có thể nói The Last of Us Part 2 đã trải qua một hành trình thai nghén, định hình, phát triển, đầy rẫy chông gai và thử thách. It's been almost a year since we announced Last of Us Part 2. It's been hard being quiet for so long. But you know, in the meantime, we've put out a little game called Uncharted The Lost Legacy. And with that finally out there and people playing it and enjoying it, the entire studio is now on The Last of Us Part 2. We're in full production. Every game leverages all of what we learned and all the technology we've built on the previous titles. So this is definitely using all the tech, all the engine improvements we made of Uncharted 4, and now we've had several years to build whole new tech to increase the fidelity even further of our game. Sự thai nghén của The Last of Us Part 2 đã được xác nhận rất sớm từ năm 2014, không lâu sau khi phiên bản remaster của The Last of Us được ra mắt. Nó cho thấy nhà phát triển Naughty Dog và giám đốc sáng tạo Neil Druckmann đã có sẵn rất nhiều tham vọng để kéo dài câu chuyện của Joel và Ellie. Lần này, nối tiếp quá trình phát triển của game gốc, The Last of Us Part 2 vẫn sẽ do Neil Druckmann biên kịch kiêm chỉ đạo sáng tạo, trong khi hai diễn viên chính là Troy Baker và Ashley Johnson tiếp tục đảm nhiệm vai trò các nhân vật Joel và Ellie. Điểm khác biệt là quá trình biên kịch sẽ có thêm Hayley Gross, người từng tham gia việc viết kịch bản của series phim Westworld. The Last of Us Part 2 cũng sẽ vắng bóng sự chỉ đạo của Bruce Straley và thay vào đó bằng hai cái tên khác là Anthony Newman và Kurt Marginal. Trong đó, Newman là người thiết kế phần chiến đấu cận chiến trong The Last of Us, còn Marginal là giám đốc của Uncharted The Lost Legacy. Đáng chú ý, nhà soạn nhạc Gustavo Santaolalla sẽ quay trở lại phụ trách phần âm nhạc của game, vốn là một trong những yếu tố giúp truyền tải được câu chuyện trong The Last of Us một cách cảm xúc nhất. Tuy nhiên, không giống với mối quan hệ cha con sâu sắc được thể hiện trong phần 1, Neil Druckmann dường như đang muốn hướng The Last of Us Part 2 sang một khía cạnh hoàn toàn khác. The first game was really like the core of it. The theme was about the love between these two characters and how we build that through story, music, interaction, gameplay mechanics. This story is the counter of that. The story is about hate and how we use all those same things to make the player feel that. Through Ellie this time. First game is like you play as Joel. This game you're playing as Ellie. Câu chuyện trong The Last of Us Part 2 sẽ diễn ra vào khoảng thời gian 5 năm sau những biến cố của phần đầu tiên. Ellie lúc này đã trưởng thành và tự lập hơn, với những suy nghĩ và mối quan hệ mà cô đã phát triển được trong quá trình sinh sống tại cộng đồng Jackson, một trong số hiếm những cộng đồng người còn sống sót trong hòa bình và ổn định. Đáng tiếc, thông qua các đoạn trailer và thông tin được hé lộ, sự bình yên đó sẽ sớm bị đập tan bởi những nhóm người, những thế lực mới xuất hiện trong thế giới của The Last of Us. Và giờ đây, Ellie của chúng ta sẽ là người tự mình đứng lên, đi giành lại công lý cho những người thân yêu đã ngã xuống, để có thể chấm dứt khổ đau và mất mát mà cô đã phải gánh chịu. Với định hướng phát triển tập trung vào hành trình của Ellie, cùng với nhiều yếu tố khác có liên quan tới những quan điểm trái chiều về bản chất con người của nhân vật này, Naughty Dog và Neil Druckmann đã sớm vấp phải những khó khăn đầu tiên trong quá trình phát triển và sản xuất The Last of Us Part 2. Một ngọn lửa nhỏ đã bắt đầu nhen nhúm kể từ khi người ta chứng kiến phân cảnh trong video trailer xuất hiện 2 năm về trước tại sự kiện E3 năm 2018. Đương nhiên, kể từ phần đầu tiên của The Last of Us và bản mở rộng Left Behind, chúng ta đều đã biết Ellie là một nhân vật đồng tính nữ. Cô từng có một mối quan hệ với Riley cho đến khi cả hai đều bị cắn và Ellie trở thành người còn sót lại. Do đó,
Việc Ellie trong phần 2 của The Last of Us đem lòng yêu một cô gái khác như Dina là điều không quá khó hiểu. Nhưng trọng tâm của câu chuyện lại không nằm ở giới tính hay xu hướng tính dục của Ellie, khi mà trong nhiều năm trở lại đây, đã có khá nhiều nhân vật thuộc cộng đồng LGBT được xuất hiện trên cả điện ảnh, lẫn trong video games và đang dần được coi như một điều bình thường. Vấn đề thực sự lại nằm ở motif kể chuyện của The Last of Us Part 2, thứ mà nhà phát triển của game đã nung nấu và ấp ủ ngay từ ban đầu. Theo những phản hồi tiêu cực từ cộng đồng mạng và game thủ phản đối The Last of Us Part 2, cốt truyện của phần game này đang có xu hướng lạm dụng theo một motif được đặt tên là Fridging. Trong đó, Fridging là một thuật ngữ được đặt ra bởi tác giả truyện tranh Gail Simone để diễn tả một câu chuyện khi người phụ nữ trở thành nạn nhân, có thể là tra tấn hoặc giết chóc, để tạo động lực cho sự phát triển trong tâm lý hoặc hành động của nhân vật nam chính. Thuật ngữ này được lấy cảm hứng từ một đầu truyện Green Lantern từ năm 1994, khi người anh hùng trở về nhà và phát hiện bạn gái mình đã bị giết chết và nhét vào trong tủ lạnh. Lần này, hình tượng người anh hùng bị gắn lại cho Ellie, còn người bạn gái đó là Dina. Chưa dừng lại ở đó, vấn đề đồng tính của các nhân vật trong The Last of Us Part 2 còn bị chỉ trích nặng nề là lạm dụng cấu trúc Bury Your Gaze, thường xuất hiện trong các phương tiện văn hóa đại chúng nói chung, chứ không riêng gì video games, rằng những nhân vật thuộc về cộng đồng LGBT thường có xu hướng bị giết chết nhiều hơn hẳn so với các nhân vật thông thường. Điều này vô hình chung dẫn tới một sự thất vọng đáng kể đến từ cộng đồng fan hâm mộ của The Last of Us. Để phản hồi lại những nghi ngại này, Neil Druckmann chỉ có thể chia sẻ rằng cá nhân mình không thể để lộ ra phần lớn cốt truyện của game, nhưng số phận của Dina hoàn toàn không liên quan gì tới những nghi vấn của cộng đồng mạng. Dù là Ellie, Dina, Joel hay bất kể nhân vật nào trong game, câu chuyện của họ vẫn là để hướng tới một triết lý duy nhất, là mạng sống của bất cứ ai cũng đều mong manh và đáng được trân quý. Đó mới là điều thực sự quan trọng. Tuy rằng bị chỉ trích và không thể lên tiếng tiết lộ những gì họ đang làm để thanh minh, Naughty Dog vẫn cố gắng từng bước vừa chống chọi dư luận, vừa hoàn thiện đứa con tâm huyết của mình. Nhưng số phận của The Last of Us Part 2 nào đâu có được trải hoa hồng, mà chỉ toàn chông gai cùng khó khăn chồng chất. Bắt đầu được bắt tay thực hiện vào năm 2014, với tham vọng ra mắt vào đầu năm 2020, dự án The Last of Us Part 2 đã sớm bị hoãn lại vì còn quá nhiều thứ cần được hoàn thiện thêm. Các mốc thời gian ra mắt cứ thế lùi dần đều, từ 21 tháng 2 năm 2020 cho đến mãi 29 tháng 5. Tuy nhiên, ngày 2 tháng 4 năm 2020, Naughty Dog và Sony đột ngột thông báo một tin sét đánh ngang tai khi có thể The Last of Us Part 2 sẽ bị hoãn vô thời hạn cho đến khi có những thông báo tiếp theo. Những khó khăn ập tới bất ngờ khi không chỉ hoạt động logistics của công ty trục trặc mà cả toàn cầu đang phải gánh chịu hậu quả do đại dịch Covid-19 gây ra. Một lần nữa, sau sự trì hoãn của những sự kiện và hội chợ game đình đám như PAX, GDC hay E3, game thủ toàn thế giới đang có nguy cơ tiếp tục phải chờ đợi trong vô tận về một tựa game mà họ đã thấp thỏm trông mong suốt những năm qua. Nhưng khó khăn nào đâu đã hết. Trong cùng khoảng thời gian khủng hoảng ấy, các cáo buộc có liên quan tới hoạt động nội bộ của Naughty Dog bắt đầu rộ lên, như để đổ lỗi cho chính hoạt động quản lý của nhà phát triển này đã dẫn tới sự trì trệ trong lịch ra mắt của The Last of Us Part 2. Để rồi đến cuối cùng, điều tệ nhất không ai có thể ngờ tới đã xảy ra. Đó là vụ việc rò rỉ hình ảnh và cốt truyện của game. Ngày 26 tháng 4 năm 2020, một tài khoản trên trang web Resetera có tên là Veston đã công khai rò rỉ một lượng lớn những thông tin được coi là vô cùng quan trọng có trong nội dung của The Last of Us Part 2, bao gồm video gameplay, chi tiết cốt truyện, số phận các nhân vật và cả đoạn kết của game nữa. Đối với bất kỳ bộ phim hay tựa game nào, việc để rò rỉ nội dung có thể coi là một thảm họa thực sự, nhất là đối với một tựa game đang sẵn sàng ra mắt như The Last of Us Part 2. Bất kể việc rò rỉ này là do ai làm ra và liệu nó có thực sự đúng hay không, thì nó cũng để lại một tai tiếng vô cùng lớn, có nguy cơ khiến doanh số của tựa game trong tương lai bị giảm sút và đồng thời kéo theo vô vàn hệ lụy nghiêm trọng khác, ảnh hưởng tới hoạt động lâu dài của cả công ty. Gần như ngay lập tức, cộng đồng fan hâm mộ của The Last of Us bùng nổ. Các cuộc tranh cãi nảy lửa bắt đầu diễn ra trên khắp các website và mạng xã hội. Nhiều người đã xem spoiler thì tỏ ra thất vọng về những gì có trong game, khiến cho những người khác chưa bị spoil trở nên thực sự hoang mang về tựa game mà mình đang mong đợi. Về phía nhà phát hành, họ cũng đã cố gắng khắc phục tình hình bằng cách trấn an khán giả, đồng thời đưa ra những lời xin lỗi vì vụ việc nghiêm trọng trên. Tuy nhiên, nghi vấn về danh tính của người tiết lộ nội dung bắt đầu trở thành chủ đề nóng thứ hai, xếp sau nội dung thật sự của The Last of Us Part 2. Và như lẽ thường tình, sau tất cả những cáo buộc trước đó của người tự xưng là cựu nhân viên Naughty Dog, người ta có lý do để khẳng định rằng kẻ tẩu tán nội dung kia chính là một trong số những nhân viên bất mãn của công ty, có ý định trả thù và đã quyết định nhắm tới The Last of Us Part 2. Sau cùng,
Sony cũng đã vào cuộc, điều tra tường tận và họ đã xác nhận được rằng kẻ tẩu tán nội dung không phải cựu nhân viên như những gì mọi người đã nghĩ. Theo đó, mỗi một tựa game của Naughty Dog đều chứa một mã khóa có thể truy cập vào server của nhà phát triển. Và mã khóa này đã bị đánh cắp bởi một hacker, người sau đó đã tự ý đột nhập và sao lưu một số dữ liệu rồi tung nó lên mạng. Nói cách khác, có một kẻ ngoài cuộc đã cố tình tấn công vào hệ thống và hãm hại công ty, chứ không phải do bất kỳ một cựu nhân viên nào cả. Hơn nữa, bản thân Naughty Dog sau đó cũng đã xác nhận những gì bị lộ trên các trang mạng xã hội vẫn chưa phải những gì quan trọng nhất mà người chơi có cơ hội được trải nghiệm trong game. Những fan hâm mộ The Last of Us và cả những người chơi game có ý thức vẫn đang lên tiếng kêu gọi mọi người hãy dừng hành động vô trách nhiệm này lại, xây dựng một cộng đồng chơi game văn minh. Dù sao, có thể nói rằng một phần vì sự kiện rò rỉ nội dung mà The Last of Us Part 2 cuối cùng cũng đã được ấn định ngày phát hành, và đó chính là ngày hôm nay. Trước đấy, số lượng pre-order khổng lồ của tựa game cho thấy, bất kể dù có bị spoil nội dung hay không, vẫn có rất rất nhiều game thủ muốn được tự mình trải nghiệm câu chuyện lần này của Ellie về con đường trả thù của cô, và biết đâu là cái kết thực sự cho cả một hành trình. Và những tin vui cũng đang ồ ạt ùa về từ những đánh giá đầu tiên của các kênh truyền thông được tiếp nhận game sớm. The Last of Us Part 2 hiện đang nắm giữ số điểm 96 trên Metacritic, tức là thậm chí còn cao hơn cả phần đầu tiên của nó, kéo theo đó là một danh sách dài rất nhiều những con số 10 hay 100 tròn trĩnh. Dẫu vậy, có lẽ chính các bạn, những người đã mòn mỏi chờ đợi ngày tựa game này được ra mắt, mới chính là những người xứng đáng nhất để cất lên tiếng nói của mình và đánh giá dưới góc nhìn của một người chơi, một người hâm mộ The Last of Us đã từng yêu thích câu chuyện xúc động của nó. Tất cả đều sẽ lại quay trở về điểm xuất phát, quay trở về câu hỏi đáng suy nghĩ nhất, rằng liệu chúng ta có cần tới một The Last of Us Part 2 hay không, và liệu nội dung của nó có thể theo kịp được phần đầu tiên hay không? Sau tất cả những thử thách, những khó khăn mà The Last of Us đã trải qua để có thể ra mắt vào ngày hôm nay, liệu nó có xứng đáng để chúng ta đợi chờ? Đối với mình, bất kể những kẻ spoiler có thất vọng như thế nào, bất kể các trang review có chấm điểm cao đến đâu, mình vẫn sẽ tự tay cảm nhận và đánh giá The Last of Us Part 2 dưới góc nhìn của bản thân. Vì không chỉ có The Last of Us Part 2 mà bất cứ tựa game nào cũng xứng đáng được đánh giá một cách công bằng thông qua con mắt của những người trải nghiệm. Như thường lệ, nếu thấy video này hay và hữu ích, đừng quên nhấn like và share. Còn nếu như đây là lần đầu bạn đến với Phê Game, hãy nhấn nút subscribe và nút chuông thông báo. Mình là Vô Lý và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.